Dạ vâng, em Hoa Nhật Bãi xin chào cả nhà mình ạ. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến nhà mình một dòng bếp Osaka Ga, dòng phun chức năng. Một con mặt kính màu xanh, con này màu xanh xanh tình nguyện rất là đẹp luôn. Xung quanh bo bằng inox hết nhé, kiềng inox và bo xung quanh cũng bằng viền inox luôn. Các bác anh chị vào tham quan mua bếp xin ủng hộ cho em Hoa một nút like, một đăng ký kênh ạ. Em Hoa cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ mời các bác và anh chị mình cùng về ngắm hình thức bên ngoài của con bếp ngày hôm nay. Một con Osaka đang còn rất là chất, đời 2014, tháng 9 năm 2014, phun chức năng. Chia lửa của con này là bằng hợp kim nhôm nguyên khối ạ. Một chia lửa bằng hợp kim nhôm nguyên khối rất là đẹp luôn. Con này đã qua sử dụng rồi, một chất lượng đang còn rất là đẹp luôn. Họng bếp hai bên trái, bên phải thì bên em cũng xin rất là sạch sẽ rồi. Cảm biến nhiệt đến nồi thì đang còn rất là nhạy bén luôn. Hôm nay em sẽ test luôn tính năng an toàn của dòng bếp Nhật. Chào các bác anh chị mình chia dùng bếp Nhật bao giờ mình có thể thấy được YouTube đại kênh của em, để thấy được video của em Hoa thì mình có thể làm nhìn thấy được biết bếp Nhật nó có tính năng an toàn như thế nào để mình yên tâm hơn về dòng bếp Nhật ạ. Lửa rên rất là xanh, rất là đẹp rồi. Vét nhôm hay vét đồng đều đẹp, đều lửa đều xanh. Lửa xanh thì nấu rất tiết kiệm ga, tiết kiệm từ 25 đến 30% so với lại bếp ga bình thường đấy ạ. Dùng bếp Nhật rất là tiết kiệm ga luôn, chống cháy nổ hỏa hoạn cho gia đình mình rất là cao. Nhờ cái tính năng tự động tắt lửa khóa ga khi nồi cạn nước và gió thổi và không ai đang nấu nước, nấu canh, nấu cháo có bị trào ra là bếp sẽ hoàn toàn tự động tắt lửa đi và đồng thời khóa ga cho gia đình mình luôn. Và bây giờ em sẽ làm các thí nghiệm đấy cho các bác anh chị mình theo dõi luôn. Còn bếp bên tay trái này, tay phải này là em test tính năng cạn nước. Còn con bếp bên tay trái là em sẽ test cái tính năng không may đang nấu mất ngọn lửa đi. Để cho nhà mình xem trên video để thấy là thực tế sau khi lập bếp Nhật mất ngọn lửa đi nó có hoàn toàn khóa ga không ạ. Tính năng mất ngọn lửa này thì mất tầm khoảng 10 giây là bếp sẽ có tín hiệu khóa ga. Còn con bếp bên tay trái là tay phải này, em test tính năng cạn nước thì khi nào lửa tắt là bếp sẽ khóa ga ngay lập tức luôn. Và em lưu ý một xíu nhỏ cho các bác và anh chị mình khi nhận bếp này, các anh chị nào mà mình muốn test cái tính năng cạn nước thì các bác và anh chị không cần đợi đến lúc lửa tắt đâu, mà chỉ cần quan sát là ngọn lửa lúc ban đầu là nó to, rồi sau đấy là nó cái tiêm cảm biến đo nhiệt độ lên đâu này, nó đo được nhiệt độ đáy nồi thì nó sẽ tự điều chỉnh cân chỉnh ngọn lửa nhỏ lại như thế này. Ban đầu đo to, sau nó sẽ điều cân chỉnh ngọn lửa nhỏ lại như thế này. Thì là lúc này là cái cảm biến của mình hoạt động tốt nhé. Vì là cảm biến hoạt động tốt được thì nó sẽ điều chỉnh ngọn lửa nhỏ lại được. Nhưng các bác anh chị không cần sử dụng, không cần test đợi đến lửa tắt đâu ạ. Mất thời gian hơn. Thì thực tế là em test đây mà cái nồi nhôm rất là mỏng. Mà các bác và anh chị mình test bằng cái nồi của gia đình mình to lên thì không thể tắt được. Và khi đấy thì phải có cái lượng thức ăn, chính cái lượng thức ăn ở bên trong nồi đây này là nó giữ nhiệt lại cùng với cái đáy nồi. Thì lúc này là cái tiêm cảm biến mới đo được cái đáy nồi của mình là ở ngưỡng gọi là bất thường. Và hết nước đi thì nó mới tự động tắt lửa nhé. Chứ còn thực tế lúc mình nấu thì gia đình mình nấu thì cũng không bao giờ đặt một cái nồi không lên để nấu đúng không ạ. Bằng em lưu ý một chút nhỏ xíu thôi cho các bác và anh chị mình. Khi mà test thì thấy chưa tắt thì các bác và anh chị mình cũng rất là sốt ruột đúng không ạ? Vì là thấy trên video em test là tắt được mà khi mình nhận bếp thì không test tắt được. Nên các bác và anh chị lưu ý một chút xíu cho em thế thế thôi ạ. Bếp bên tay trái này, em test tính năng cạn nước tắt ngọn mất ngọn lửa đấy. Đã có tín hiệu ạ, tín hiệu 1-2 là đã khóa ga của tính năng gió thổi mất ngọn lửa đấy. Đây, em mời các bác và anh chị theo dõi xem là sau khi mất ngọn lửa tầm 10 giây, bếp có hoàn toàn khóa ga không ạ? Hoàn toàn khóa ga đúng không ạ? Rất là an toàn luôn. Giờ mời các bác và anh chị mình cùng tham quan thay nướng và vị nướng của em. Bằng chất liệu inox rất là sáng bóng và đẹp luôn. Đấy, bếp bên tay phải em test tính năng cạn nước. Nồi nóng quá thì lửa cũng đã tắt rồi ạ. Còn tính năng này là khi nào lửa tắt là khóa ga luôn ạ. Đấy, em test lửa luôn cho cả nhà mình thấy ạ. Hoàn toàn đã khóa ga đúng không ạ? Rất là an toàn luôn. Các phím bếp em đang còn bật đây hết ạ. Đây ạ. Lò nướng con này là lò nướng 2 tầng lửa nhé. Con này lò nướng 2 tầng lửa này. Lửa lên rất là đều luôn rồi ạ, rất là xanh luôn. Và con này là nó có điều chỉnh cái bảng hệ thống nướng này là gọi là bằng cảm biến đấy. Đây, điều chỉnh tầng lửa bằng cảm biến, không phải gần gạt, không phải làm điều chỉnh bằng cái cần gạt này. Cho nên là giá thành của con này bình thường nó sẽ đắt hơn so với con kia mất mấy trăm đấy ạ. Một bếp nướng hẹn giờ tối đa là được 14 phút và tối thiểu là 1 phút.
em sẽ hẹn luôn 1 phút của lò nướng các anh chị mình theo dõi là xem sau 1 phút là bếp nướng có hoàn toàn tắt lửa đi không ạ, để xem cái chức năng hẹn giờ của bếp đang hoạt động tốt không ạ. Còn đây là cái bảng nướng tiêu chuẩn của Nhật này, thì các bác anh chị mình mà muốn nướng cá hoặc nướng thịt chờ cần muốn gọi là nướng mạnh hoặc gọi là chín kỹ thì mình chọn vào chế độ nốt trên cùng, và khi nào nướng trung bình thì mình chọn vào nốt giữa, và muốn nướng yếu để gọi là lòng đào thì mình chọn nốt thứ ba. Còn đây là món cá tiêu chuẩn của Nhật, thì Việt Nam mình không có món cá này thì mình cũng không cần quan trọng đến cái nốt này, chỉ cần nướng ở đây và hẹn giờ của lò nướng đây thôi. Còn bếp bên tay phải này thì có chức năng điều chỉnh chiên rán từ 160, 180 lên 200, gọi là cái chức chiên rán để mình chiên rán để chuẩn nhiệt độ tầm 200 độ C để giữ cho món ăn của mình là gọi là sẽ không độc hại hơn và giữ được món ăn được sẽ ngon, đủ chất dinh dưỡng của món rán đấy ạ. Là cái tác dụng của điều chỉnh chiên rán. Đây, 1 phút hẹn giờ là nướng của em đã chữa về không ạ, và đồng thời lửa cũng đã tắt rồi ạ. Và khi nào tắt là cũng khá ra luôn. Các bạn chị thấy rồi, tất cả chức năng của bếp đang hoạt động rất là tốt nhé. Còn bếp bên tay phải này là có thêm chức năng nấu nước, sự sôi 5 phút là tắt này. Đây, sự sôi 5 phút là tắt này. Và có thêm chức năng 3S này. Khi sử dụng 3S thì các bác và anh chị cũng nhớ ấn tự tay cho em đến 3 giây này. Đấy, lúc nào thấy cái nút đỏ hiển thị lên thì lúc này chức năng 3S đã được kích hoạt. 3S sử dụng trong trường hợp chiên, rán, xào cần lửa ổn định thì gia đình mình sử dụng 3S. Còn đến như kho cá, kho thịt thì tuyệt đối không dùng 3S giúp em. Thì là nếu như các bác anh chị mà kho cá, kho thịt là dùng 3S là cháy nồi, em không chịu trách nhiệm đâu ạ. Đây, coi sang bên bếp tay trái này là có chức năng tự động nấu cơm, tự động nấu cháo. Nấu cơm là nấu dưới và nấu cháo là nấu trên, và có hẹn giờ. Con này có 2 đồng hồ hẹn giờ, hẹn giờ của bếp trái và hẹn giờ của lò nướng. Một con bếp hẹn giờ tối đa là dòng Osaka ra thì thường là được 99 phút ạ. Số cộng là tăng thời gian, số trừ là giảm thời gian. À, 90 phút ạ, tối đa là 90 phút tương đương với 1 tiếng rưỡi rồi đó. Và tối thiểu là 1 phút. Đây, em sẽ hẹn 1 phút luôn cho các bác và anh chị mình theo dõi được là sau 1 phút xem là 1 phút hẹn giờ của bếp nấu trái này là có tắt lửa và khóa ga không ạ. Thành Bách em chia sẻ một lần nữa để cho mình thấy này, một con Osaka ga rất là đẹp luôn. Đây, hình thức bên hông đấy ạ. Tất cả hông bên trái bên phải thì hông này thì bên em đều có cân chỉnh lại để không bị móp méo nhé. Và có sơn sửa phủ bóng lại bằng sơn tĩnh điện ô tô 2K, cam kết 100% là sơn ô tô nhé, để cho thẩm mỹ cho đẹp này. Và thứ hai nữa là môi trường của bếp của mình là môi trường mắm muối là dễ nhiễm mặn đấy. Thì mình có nấu có bị vương muối hoặc mắm vào thì là nếu như không sơn sửa lại thì có cái chỗ nào nó bị chóc sơn đi thì khi đã bị mặn vào là rõ rõ dễ bị han dị đúng không ạ. Nên là Thành Vách bên em làm cân chỉnh lại rất là đẹp luôn, gọi là rất là công phu luôn rồi. Còn bên dưới, tất cả bên dưới là bao lưới chống chuột hết cho nhà mình rồi nhá. Hình thức mua hàng bên em thì các bác và anh chị trước khi mua hàng thì vui lòng cọc cho em từ 2-3-500 tùy theo giá trị từng bếp. Bên em bao ship, bao lưới chống chuột rồi, và tặng kèm cho các bác và anh chị một đôi pin để khi nhận bếp thì các bác và anh chị sẵn pin để đồng kỹm với ship giúp em. Đây, quay lại con bếp bên tay trái này, em hẹn 1 phút đã chữa về không rồi, và lửa cũng đã tắt rồi đấy ạ. Và khi nào tắt cũng khóa ga luôn ạ. Các bác anh chị thấy rất là tuyệt vời đúng không ạ? Còn bếp Nhật rất là an toàn luôn. Dùng bếp Nhật cực kỳ là an toàn, vừa tiết kiệm ga vừa an toàn, chống cháy nổ hỏa hoạn cho gia đình mình rất là cao. Và không bao giờ lo bị cháy nổi, đó là cái điểm ưu điểm nhất của dòng bếp Nhật mà tất cả các dòng bếp khác chưa có được. Quay một Thành Vách một lần nữa để cận gồm một con bếp tuyệt đẹp này cho các bác anh chị mình tham khảo. Giá thành một con bếp như thế này em bán cho cả nhà với giá là 4.500.000 đồng nhé. Các anh chị nào mà mình quan tâm đến những phân khúc dòng nấu nướng mà chất đẹp, gọi là hình thức bếp đẹp như thế này thì liên hệ lại với em Hoa theo số điện thoại em chạy ở góc trái màn hình đã. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh chị ở các video tiếp theo của em ạ.